Được rồi. Đấy, mình sẽ đi ba con cùng một lúc. Ba con là mình sẽ không thể đưa cao được, nên mình sẽ phải đi vào đây. Đấy. Đấy, mình sẽ không chạy được vì ba cái con này mình đang cầm một tay. Các bác thông cảm vì sẽ mình không chuẩn bị được mình không chuẩn bị được cái giá để đỡ được ba con này cả. Mình sẽ đi vào đây nhá, vào cỏ mà nó rơi xuống thì nó còn đỡ. Đó. Mình không đưa được lên cao các bạn. Lên cao sợ nó đổ. Đấy, mình sẽ đi ra cái chỗ nào đó. Gần đây, cái này test ba cái cùng một lúc thì test gần thôi. Không test không thể test được lâu được. Thì cầm rất là mỏi tay các bạn. Cho các bác thông cảm nhá. Đây mình sẽ đi vào cái đường tối. Trời ơi, hay quá. Đó. Đó. Đây, mình sẽ cho cái màu lá buổi tối đây. Thôi, số này thì rất là ngon. À, màu đỏ này. Đó. Màu đỏ ấy, nếu mà trên thực tế thì là cái con iPhone nó cho màu đỏ chuẩn nhất. Đấy, còn cái hai con kia thì đều thiên về nó sang màu hồng một tí. Đấy. Mình sẽ đi tiếp. Mình sẽ đi tiếp tới sang cái địa điểm khác. Đây màu đèn vàng thì con iPhone này nếu mà nhìn trên điện thoại nó cũng cho cái màu nó tốt hơn. Cầm ba con khá là nguy hiểm. Thằng Tùng kia nó đang sót ruột quá. Sợ rồi. Đấy. Đấy, đi sẽ xem được màu của nó đây. Đi màu cỏ này. Màu cỏ nó cũng khác này, màu cỏ của con Huawei nó xám xịt. À, mình sẽ đi một cái đèn nữa. Mình sẽ đi đến lúc này chỗ nào có bông hoa nha. Chỗ này bông hoa này thì mình quay rồi. Đây là một cái ánh đèn ở trong. Cái đèn ở đó. Đấy, thằng iPhone nó vẫn cho cái màu thật nhất. Đấy, và chi tiết nữa. Rồi. Mình không thể chạy được, để không bây mình chỉ đi bộ được thôi. Mình chạy cái chắc là rơi ba cái máy luôn quá. Mình sẽ đi lại cái chỗ hoa kia. Mình vẫn phải rất là cẩn thận. À, đi tiếp. Mình đang phải cầm ba con rất là cẩn thận không thì nó rơi. Còn có ba con toàn 20 củ cái này thì nó tiền đâu mà trả. Mình đang đi bộ thôi. Mình không cái clip này mình sẽ không thể chạy được vì mình không có đồ để gá ba con này. Đó, mình sẽ đi lại cái máy bông hoa màu cho các bác xem được cái màu của nó là như thế nào. Xem clip này chắc các bác khá là khó chịu. Đây là cái nước, cái máy bán nước tự động. Đấy. Đấy, bán nước nhìn ở đây thì con Huawei lại ngon nhất này. Đấy. Xem chữ đâu, chữ nghĩa của nó. Chữ dưới này đi. Đó, hotline này. Đó. Rồi tiếp theo phần rác này. Đây, tới mấy cái bông hoa rồi. Được rồi, hoa nào đẹp đẹp cơ. Mình sẽ đi tiếp. Đây có một bông hoa màu vàng. Mình sẽ cho màu vàng trước. Đấy, màu vàng này thì vàng chói luôn. Đấy, đây là bông hoa màu cam. Vẫn con iPhone vẫn cho, nếu mà nhìn trên điện thoại thì nó vẫn cho cái màu tốt nhất. Đây thì mình sẽ tìm cái màu đỏ mà trong tối. Màu đỏ này khá là tối. Màu đỏ tối thì con nót nó cho thành màu vàng mẹ luôn. Thật là vãi nót. À đây mình sẽ lại một cái chỗ quả màu đỏ kia nữa cho nó chuẩn. Đấy, cho các bác có thể thấy cái quả màu đỏ kia. Xem là con nào nó sẽ cho màu chuẩn hơn. Đây có một anh bạn đang là thủy dục. Tuyệt vời. Tức là không chui vào trong đấy nhỉ, chui vào đây có một đường khác. À, mình thấy. Xa lắm. Đây, xa quá, mình sẽ để đây thôi. Rồi, đó có thể lấy nào. Đấy, cái những cái bông hoa màu đỏ ở giữa đấy.
con Samsung nó cho thành màu hồng. Đấy là nhìn trên điện thoại thôi chứ còn thực tế thì chưa chắc là phải vậy đâu. Đấy, đây mình sẽ như vào cái chỗ ánh điện một tối này nào. Huawei nó sáng quá rồi. Con này vẫn hài hòa hơn. Nhưng con nó lại trông nó khá là chi tiết kìa. Nhìn cái gân lá kìa. Đúng không? Ô cũng được 5 phút rồi đấy, cầm gãi vãi thật. Nhưng không được cầm được cao mẹ, cầm cao là nó bị ngửa. Đây, đây có mấy bông hoa một rất là tối. Mình sẽ đi đường này và về. Đây, bông hoa rất là tối, màu vàng. Ở lõi nó là màu đỏ. Đây, khá là tối. Đó. Ờ, đỡ nói hơn, con Huawei đỡ nói hơn. Tiếp một cái bông hoa này nữa đi. Ở chỗ này lóa, con Huawei lóa luôn này. Đấy, cái con Note ấy, à bên cái con iPhone nó còn nhìn thấy cái đèn màu màu cái vòng tròn của một cái đèn, còn những cái kia nó bị lóa hết. Đấy. Tiếp đây, có một đồng hoa màu đỏ rất là to. Đó. Con iPhone này nó ôi trời, con iPhone nó bị sao ấy? iPhone nó bị nhiễu hạt luôn. Đấy, còn con Huawei thì nó sáng hơn đấy. Rồi tiếp. Thôi có khi thôi, mình sẽ không thể đảo được cam trước đâu. Thì cam trước thì mình nghĩ nó không quan trọng cho lắm. Rồi ok, tắt được rồi. Mình không thể rồi. Ok, tắt được rồi.